Chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, kéo dài trong gần 6 giờ đồng hồ, phiên toàn thể và tọa đàm bàn tròn diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2019 đã khép lại mùng 3 tháng 10 tại Hà Nội. Không chỉ là những cơ hội cho Việt Nam mà những đại biểu đến từ khối chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong cách làm, cách triển khai trong chuyển đổi số tại nhiều nơi của Việt Nam, trong đó đòi hỏi sự tham gia các đầu việc cụ thể và quyết liệt hơn có như vậy thì nghị quyết của bộ chính trị về cuộc cách mạng lần thứ tư mới đạt được mục tiêu được người dân doanh nghiệp hưởng ứng tham gia Điểm, khai, áp dụng, Tại diễn đàn trưởng ban kinh, kinh tế trung ương Nguyễn Dịch Văn Bình bớt, cho rằng đến nay hạ tầng công nghệ viễn thông của Việt Nam đã được đầu tư đồng bộ, công nghệ đã được áp dụng ở trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và bước đầu cho thấy hiệu quả. Song mức độ chủ động tham gia của cách mạng 4.0 còn thấp, thể chế chính sách còn nhiều bất cập, nội cộm là thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ, bảo vệ dữ liệu, an toàn mạng chưa đồng bộ. Còn thiếu các quy định về bảo vệ cơ sở dữ liệu, dữ liệu cá nhân thông tin thông tin cá nhân vấn đề quyền cá nhân đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo định danh số và xác thực điện tử cho người dân chưa phát triển quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm thiếu chủ động nhiều doanh nghiệp còn bi động năng lực tiếp cận ứng dụng phát triển công nghệ số còn thấp kinh tế số có quy mô còn nhỏ việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức phức tạp. Đây là những thách thức chính, những hạn chế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam. Thực tế, nó đã được nhận diện cùng với việc chỉ ra những giải pháp trong nghị quyết 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0 mà Bộ Chính trị vừa ban hành. À, khung kiến trúc cho chính quyền điện tử thì thành phố đã làm rồi đã báo cáo với bộ công nghệ rồi Nhưng mà khung kiến trúc cho đô thị thông minh là phải có để các địa phương khi triển khai ứng dụng thì phải theo khung này để đảm bảo một cái tính đồng bộ mà nguyên tắc cơ bản nhất của công nghệ là phải đồng bộ còn nếu không đồng bộ được thì nó, nó không hiệu quả chúng tôi coi phát triển chính phủ điện tử và và đô thị thông minh là một mục tiêu kép và cái mục tiêu số 1 nó là mình xây dựng được một cái chính phủ điện tử đô thị thông minh hiệu quả. À. Nhưng cái thứ hai ấy, là thông qua đó để mà tạo ra các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin mạnh để nó góp phần cho cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn là, là chuyển đổi số. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng với các giải pháp mạnh mẽ, cần ý chí quyết tâm của những người đứng đầu các cơ quan, thành phố dám chấp nhận cái mới để phát triển cũng như đối mặt với những thách thức phát sinh để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau bằng những ưu tiên đầu tiên cho đào tạo. Chúng ta bây giờ. Giáo dục phổ thông thì đứng thứ 38 trên thế giới như vậy là rất tốt. Nhưng mà giáo dục miền núi nếu chúng ta không quyết liệt thì tỷ lệ tái mù chữ, tỷ lệ trẻ em bỏ học, tỷ lệ người lớn không được đào tạo căn bản về nghề nghiệp sẽ có xu hướng ngày càng tăng. Và cái điều ấy chúng ta phải được nhận diện và phải làm dù rằng tưởng chừng nó không liên quan gì đến cách mạng 4.0 nhưng thực ra nó liên quan rất sâu sắc bởi vì bản chất của cuộc cách mạng này là nó phải tính đến cái yếu tố xã hội để không ai bị bỏ lại, tất cả mọi người đều phải tham gia. Song ờ, song đó, Phó Thủ tướng cũng thương 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 khẳng định phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo nghị quyết 02 của chính, công chính công phủ công với công các tiêu chí đánh giá và xếp hạng của các tổ chức quốc tế rất phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng này cũng tại diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 vừa diễn ra, bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cho hay bộ đang nghiên cứu phương án sớm tắt sóng công nghệ 2g à, có một cái rất buồn cười là cái việc mà chúng ta có tiền nộp phạt uh, vi phạm hành chính về an giao thông đường bộ dạ nhưng mà không được nộp tiền ngay không được lấy thủ tục ngay đấy là những cái việc mà mà chúng ta cần phải giải quyết những cái gì đó người dân dân đang mong đợi đó là khi đã quyết định xử phạt của cơ quan thẩm quyền rồi thì người dân được nộp tiền rất nhanh nộp tiền ngay và lấy lại giấy tờ và phương tiện nếu có đấy thì, hoặc là ngay cả vấn đề cấp đổi bằng lái xe đúng không ạ thì chúng ta cũng cần làm kê khai điện tử và chúng ta được thanh toán rất nhanh rồi ngay cả vấn đề thành lập doanh nghiệp thì bộ đầu tư đang làm rồi ngay cả vấn đề kê khai thuế thực hiện mã số thuế hải quan tất cả câu chuyện thì đang làm bộ tài chính đang thực hiện đấy là những việc mà có thể là đưa ra sớm thế cho nên là bộ cũng sẽ phải làm một cái việc là phân vai một số doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp nền tảng đấy, lúc mà mà đi tham quan ấy, thì anh Dũng bộ trưởng một cái đầu tư mới hỏi tôi à, à, thế thì à, à, anh Hùng xem là những ông này ông làm có giống nhau không thì đúng là cơ bản là giống nhau đấy là nhà nhà làm làm cùng một thứ mà không đến nơi thì đến lúc phân vai để mình làm cái gì sâu cái đấy ra cái đấy không những tốt cho Việt Nam mà còn đi ra toàn cầu được Việt Nam đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, có hai điều mà tôi nghĩ rất cần thiết. Một là chúng ta cần hiểu làm thế nào để giúp mọi người làm việc cùng nhau dễ dàng hơn trong nền kinh tế số mới. Nghị quyết 52 mới đây của chính phủ Việt Nam sẽ giúp làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, như an ninh mạng, từ đó giúp đưa ra khung pháp lý và định hướng cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai là năng lực. Để thành công trong kỷ nguyên 4.0, chúng ta cần chuẩn bị kỹ năng và năng lực mới. Đó là lý do tại sao SC CP đang tập trung hợp tác với các đại học ở Việt Nam để giúp đẩy mạnh quá trình này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9 vừa qua thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 131 TB BTTTTT về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 9 tỉnh nhóm 2. Theo đó, căn cứ vào các quyết định và tình hình triển khai công tác hỗ trợ đầu truyền hình số mặt đất tại địa bàn còn lại của các tỉnh nhóm 2 và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa Truyền hình Việt Nam, có ý kiến kết luận về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 9 tỉnh nhóm 2 như sau ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 9 tỉnh nhóm 2, gồm Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận và Rệ Vũng Tàu, Khánh Hòa từ 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam, để các cơ quan đơn vị địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện. Xin được chuyển sang các tin tức công nghệ khác. Thông tin mới nhất về giá bán của các đại lý phân phối hàng sách tay cho thấy iPhone 11 giảm mạnh sau nửa tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo đó, chiếc iPhone 11 64GB hàng sách tay đã giảm 8 triệu đồng, giá hiện tại còn thấp hơn ở Singapore. Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Việt Nam vừa cho biết ngày 10 tháng 10 tới đây, hãng xe áp dụng thu phí xe chờ quá 5 phút đối với hành khách tại Việt Nam mục đích để giảm thiểu tình trạng khách hàng đặt xe nhưng không xuất hiện tại điểm đón hoặc xuất hiện trễ hơn 5 phút, khiến đối tác tài xế lãng phí tiền xăng, bắt buộc phải hủy chuyến và không thể thực hiện cuốc xe, mất đi cơ hội tăng thêm thu nhập. Phí xe chờ quá 5 phút được áp dụng trên toàn quốc với mức phí là 10.000 đồng với dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar 7 chỗ và Just Grab hoặc là 3.000 đồng với dịch vụ GrabBuy và GrabBuy Premium. Mức phí trên sẽ được trừ trực tiếp thông qua phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn cho chuyến xe và đối tác tài xế sẽ nhận được 100% số tiền thu được từ phí xe chờ quá 5 phút này. Phần mềm tống tiền đã khiến cho nhiều bệnh viện ở Mỹ và Australia phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới trừ trường hợp cấp cứu cực kỳ nguy cấp. 10 bệnh viện trong đó có 3 bệnh viện ở Alabama của Mỹ và 7 bệnh viện ở Australia đã bị mã độc tấn công. Ba bệnh viện trong hệ thống DCH Health System ở Alabama đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới kể từ hôm thứ Ba mùng 1 tháng 10. Đại diện của DCH cho biết là bệnh viện đang thực hiện quy trình khẩn cấp nhằm đảm bảo tính mạng bệnh nhân luôn an toàn khi không có máy tính. Hiện tại chi tiết về mã độc chưa được công bố. Phần mềm này thường mã hóa ổ cứng, lưu trữ dữ liệu và hệ thống máy tính. Nạn nhân chỉ nhận được khóa giải mã khôi phục hệ thống khi trả tiền chuộc, thường bằng Bitcoin hoặc bằng một số tiền ảo khác trong một số trường hợp vẫn có thể giải mã nếu không trả tiền chuộc. Theo nguồn tin từ Bloomberg, trích dẫn cho biết ngân hàng trung ương Venezuela đang đánh giá nỗ lực nội bộ xem có thể lưu trữ tiền ảo trong ngân khố hay không. Các lệnh trừng phạt Mỹ áp lên Venezuela thời gian qua đã gần như cô lập nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Việc này càng làm trầm trọng trong cuộc khủng hoảng kinh tế tại đây và buộc giới chức Venezuela sử dụng nhiều biện pháp chấp vá để lưu chuyển tiền tệ. Sau khi kế hoạch sử dụng tiền ảo tự phát hành Petro gần như thất bại, động thái này cho thấy Venezuela vẫn đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt. Giới chức Venezuela đang nghiên cứu đề xuất cho phép tiền ảo được tính như dự trữ quốc tế của nước, vốn đang ở mức thấp nhất trong 3 thập kỷ qua, chỉ khoảng 7,9 tỷ đô la Mỹ. Venezuela buộc phải tìm cách huy động tiền và sử dụng các kênh phi chính thống để thanh khoản. Kế hoạch triển khai tiền ảo của ông Maduro xem chừng đã thất bại. Nỗ lực huy động tiền ảo thành dự trữ quốc gia cho thấy tình hình bết bát của nền kinh tế này. Đơn cử như công ty dầu mỏ Petroleos de Venezuela SA không biết xử lý thế nào với Bitcoin và Ethereum khi nhận được các khoản thanh toán không qua kênh tài chính thông thường. Tiền ảo không thuộc sở hữu và quản lý của bất kỳ tổ chức nào, hoạt động trên hệ thống phi tập trung, trong nhiều trường hợp, nó cho phép giao dịch ẩn danh, không cần trung gian, rất ít ngân hàng muốn liên quan đến tiền ảo do các vấn đề về minh bạch thông tin khách hàng, rửa tiền và pháp lý. Và tới đây thì bản tin công nghệ và cuộc sống của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.